cổ động viên của đội tuyển Việt Nam rất là cổ động viên rất là nhiệt tình cho đội tuyển Việt Nam. Các cổ động viên của chúng tôi, cổ động viên này hăng say quá. Đấy, cổ động viên này hăng say quá. Cổ động viên người mẫu này, hoa hậu này. Đang chớ đi. Cổ động viên số 1. Cổ động viên của chúng tôi. Nụ hô Việt Nam chiến thắng đó, Việt Nam chiến thắng. Niềm tin chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam bắt đầu vào sân. Mời các đồng chí theo dõi trận trực tiếp cho đội tuyển Việt Nam rồi. Đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển nào? Nào, phút đi vào. Đó đấy, thủ ngôn được rồi. Ăn cơm chưa? Hai cầu thủ chúng tôi đang chuẩn bị cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đang thi đấu. Vào.